Bốn phẩm Hiển Bị quốc Sở hữu Bồ Tát Quân nguyện lực hoàn thân Quyết định nhất sanh bổ Phật Gợi ý này rất hay Bảo với chúng ta Người tu học đại thừa Nhất định Phải có thể nguyện kiên định Biết được phương hướng Và mục đích của mình Dĩ nhiên sẽ không lệch lạc kiên định ý chí một phương hướng một mục tiêu chắc chắn sẽ thành tựu thành tựu này chính là nhất sanh bộ sư nhất sanh bộ sư là đẳng giác bồ tát ở vị trí cao nhất của Bồ Tát Cũng chính là Cư trú ở cõi Phật báo trang nghiêm Họ là điểm cao nhất Lên cao hơn nữa Chính là diệu giác quả Phật cứu cánh viên mạng là vô thượng Chánh đẳng chánh gia Quả báo bồ đề viên mạng Đây là người hành đại thừa Cho nên Mọi thứ họ đều buông xả được 41 vị thư Trong cõi thật bao Mười vị thứ trước Là thập tính Thập tính ở đâu? Thập tính Ở mười Pháp dự Thập tín Bồ Tát không rời bỏ mười Pháp giới Nên thông thường nói Pháp thân Bồ Tát Là không nói đến thập tín Tính từ thập trụ sơ trụ Là 41 vị Pháp thân đại sĩ 41 vị này chính là thập trụ Thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa đây là bốn mươi mốt gì thêm đẳng giác là bốn mươi mốt gì họ ở cõi bao thập tín bồ tát ở cõi phương tiện hữu dư phàm phu lục đạo ở cõi phàm thánh đồng cư chính là lục đạo luân hồi sau khi chúng ta học phật mới thực sự nhận thức rõ ràng thấu triệt điều này luân hồi cần phải rời xa cõi phương tiện giống như trạm dần chân giữa đường tuy không tệ nhưng cũng không nên sống lâu dài Phật dạy chúng ta rằng Nhất định phải quay trở về cõi thật báo Cõi thật báo cũng gọi là nhất chân Pháp giới Đây là đối với mười Pháp giới mà nói Mười Pháp giới là biển hóa trong từng sát na Kinh giáo thường gọi là vô thường Mười pháp giới không có pháp nào Thường trụ bất biên Không tìm thấy Hư không thì sao Hư không cũng đang biến quả Chỉ là hư không biến quả Chúng ta không dễ cảm nhận được Vì sao vậy Nó thật sự là tương tương tục Hư không ở trước và hư không ở sau khác nhau Không như vật có hình tượng Sắc tượng có hình tượng Bất luận là tinh thần hay vật chất Chúng ta nói sắc tướng Trong sắc có tinh thần Tướng chính là vật chất Nó có thay đổi Thay đổi của nó chắc chắn không có một tướng nào giống nhau Cũng chắc chắn không có một niệm nào tương đồng Nên gọi là vô thường Cõi thật báo trang nghiêm Nó không có thay đổi Nên tướng tương tục đó Thật sự gọi là tương tục trong mười Pháp giới là tương tục của tương tự Vì không thể có hai tướng nào giống nhau Điều này từ trong hiện tượng dao động Chúng ta có thể lãnh hội được Không thể có hai hiện tượng dao động hoàn toàn giống nhau Đều là tương tự tương tục sau khi hiểu được chân tướng sự thật thì chúng ta không còn mê hoặc nhất định phải quay trở về bản vị bổn vị tức quý vị dũng dĩ là phật phải quay, quay về bổn vị nếu đã định vị được phương hướng mục tiêu thật sự đi theo mục tiêu và phương hướng này để gọi là phát bồ đề tâm chân thật phát bồ đề tâm bồ đề tâm chính là thanh tịnh bình đẳng giác bồ đề tâm mới thật sự khẳng định thừa nhận có thể các pháp trong biển pháp giới hư không giới là chính mình giới chính mình chắc chắn không hay không khác cho nên tâm từ bi trong tự tánh liền sanh khởi